nhau khoe ảnh check-in những hiện tượng thiên nhiên từ lâu vẫn luôn thu hút sự quan tâm từ con người bởi vẻ bí ẩn và thú vị của chúng. Chiều tối hôm nay 20 tháng 6, trên bầu trời Hà Nội đã bất ngờ xuất hiện một đám mây với màu sắc sặc sỡ khiến nhiều người chú ý. Ngay sau khi hình ảnh về đám mây này được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thích thú và đua nhau khoe những hình ảnh tương tự. Hình ảnh đám mây sặc sỡ được người đi đường chụp lại, ảnh, chuyện của Hà Nội. Mây ngũ sắc sặc sỡ trên bầu trời thủ đô chiều tối hôm nay. Hình ảnh đám mây với những màu sắc sặc sỡ như cầu vồng đã được một trang mạng xã hội chia sẻ và thu hút sự quan tâm từ nhiều người. Theo đó, hình ảnh đám mây nhiều màu này đã xuất hiện nổi bật trên bầu trời Hà Nội và được người đi đường chụp lại. Được biết, đám mây sặc sỡ trên chính là hiện tượng mây ngũ sắc, tên tiếng Anh, cloud iridescence, hay còn được gọi là cầu vồng lửa và cũng không quá hiếm gặp trên thế giới. Đám mây sặc sỡ thu hút sự chú ý của nhiều người, ảnh, chuyện của Hà Nội. Hình ảnh tuyệt đẹp của mây ngũ sắc, ảnh, Vũ Minh Anh. Lý giải hiện tượng mây ngũ sắc theo các nhà khoa học. Mây ngũ sắc là hiện tượng chỉ sự xuất hiện của những dải màu trong một đám mây nằm trong vùng lân cận giữa mặt trời và mặt trăng. Hiện tượng này thường xuất hiện ở rìa những đám mây xoắn hoặc đám mây dạng thấu kính. Nó tương tự như việc chúng ta nhìn thấy những màu sắc của mảng dầu trên mặt nước. Những màu sắc sặc sỡ như cầu vồng của mây ngũ sắc được tạo ra bởi nhiễu xạ ánh sáng từ những giọt nước hoặc tinh thể băng có kích thước gần như đồng nhất trong đám mây. Mây ngũ sắc không quá hiếm gặp trên thế giới. Ảnh, Twitter. Hiện tượng mây ngũ sắc khiến bầu trời như bừng sáng. Ảnh, Twitter. Cộng đồng mạng thích thú chia sẻ hình ảnh mây ngũ sắc ngay sau khi hình ảnh mây ngũ sắc được một trang mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người đã bày tỏ sự thích thú, đồng thời chia sẻ những hình ảnh mây ngũ sắc được chụp từ khu vực sinh sống của mình. Theo đó, không chỉ riêng Hà Nội mà tại các khu vực khác như Nghệ An, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cũng đã được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên thú vị này. Ngoài ra, nhiều người còn cho biết mây ngũ sắc cũng đã xuất hiện tại địa phương của họ trong vài ngày trước. Mây ngũ sắc trên bầu trời Mê Linh, Hà Nội, ảnh, Mạnh Lưu. Mây ngũ sắc nhìn từ Quỳnh Lưu, Nghệ An, ảnh, Tiền Giang. Những hình ảnh vi diệu đã được nhiều người chụp lại, ảnh, Han Ye Min Min. Một hình ảnh mây ngũ sắc được chụp lại ở Nghệ An vào tuần trước, ảnh, Thị Diệu. Mây ngũ sắc xuất hiện ở Hà Nam vài ngày trước, ảnh, Ba Thanh Nguyễn. Hiện tại, hiện tượng mây ngũ sắc vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng bởi sự sặc sỡ và vi diệu của nó. Trên các diễn đàn mạng, nhiều người dùng vẫn tiếp tục chia sẻ những hình ảnh được chụp lại từ khu vực sống của mình. Đây là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp. Theo quan niệm xưa, mây ngũ sắc xuất hiện là điềm báo quốc thái dân an. Những người nhìn thấy mây ngũ sắc sẽ gặp nhiều may mắn,